Tại quyền cờ đỏ, các đơn vị hữu quan phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác xuất khẩu thanh nhãn giữa tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Vina TNT. Đến dự có ông Lê Thanh Tùng, phó cục trưởng cục trồng trọt, bà Phan Thị Thu Hiền, giám đốc trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu 2, cục bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hà, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Quyền cờ đỏ hiện có 4.900 hectare cây ăn trái, trong đó có 300 hectare thanh nhãn. Đến nay, địa phương đã xây dựng được 33 mã số dùng trồng. Trái cây cờ đỏ hiện đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường. Tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden hiện có 11 thành viên, chuyên canh 69 hectare thanh nhãn. Ông Trần Phước Sơn, tổ trưởng tổ hợp tác đã bày tỏ niềm vinh dự và niềm vui khi được ký kết trực tiếp bán hàng với Vina TNT, đơn vị chuyên xuất khẩu trái cây sang các thị trường có giá trị cao, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết với công ty. Đến dự và chung vui với bà con nông dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà đánh giá rất cao hình thức liên kết này, đồng thời chúc chuyến hàng thanh nhãn sang thị trường Úc và Mỹ gặp nhiều thuận lợi. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ ban nhân dân huyện Cà Đỏ, Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật tổ chức tọa đàm với chủ đề Phát triển chuỗi sản xuất tiêu thụ cây ăn quả bền vững.